anh thì ông cỡ tôi thì có 10.000 một phòng nữa mà anh chị khổ đáng bao nhiêu đâu, anh chị mua em ông cái áo. Anh chị ơi chẳng còn ai mời anh chị nữa đâu, anh chị mua giúp cho em đi, anh chị mua giúp cho em đi mà anh chị làm ơn làm phước mua giúp cho em một phòng đi mà anh chị ơi, mua giúp cho em đi anh chị đi mà, chỉ có 10.000 thôi có làm bao nhiêu đâu anh, đi làm ơn làm phước đấy, chẳng còn ai mời anh chị nữa đâu mà đi anh chị ơi, mua em con kẹo cao su đi anh chị, chỉ có 10.000 thôi anh chị, mua giúp cho em một phòng anh chị.